Chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với kênh của Thảo. Trong video lần này, Thảo xin giới thiệu một số những cái cây tùng kim cương. Thì đối với vườn của mình thì khi mà ra cây thì nó là 100% là cây ghép. Đặc biệt lô này thì là thời gian ghép là từ 6 đến 7 năm ha các bạn. Mã số và giá của cây họ để ở ngay phía bên trái màn hình. Các bạn chỉ việc chụp màn hình lại và gửi theo số điện thoại cũng ở ngay trên màn hình này. Thì đó là cách để mua hàng. Cây ngay sau đây, mời các bạn theo dõi ạ. Ngay đây là mình đang có một cây dáng trực lắc ha các bạn ha. Thân cao lên và có cái đường lượng ở phía dưới này. Một cành phụ ở bên tay trái. Cây đang rất khỏe ha, lên đọt non. Đẹp luôn á, nè. Đây, dở các bạn xem thử cái ngọn nè. Lượng rất nhẹ nhàng ha. Kích thước... chiều cao này thấy khoảng độ gần 60 rồi, chắc cũng 60 rồi các bạn. Tàn ngang cây nè, 1, 2, 3, khoảng 60 luôn. Đó. Cây này mình xin báo giá siêu rẻ, 1 triệu 7. Các bạn thích comment ở dưới giúp Thảo nha. Ở đây mình đang có một cây tàn rất là lớn ha. Tàn nó dài, dài chứ không phải lớn, xin lỗi. Rồi, xoay thử các bạn xem nha. Tàn dài qua tới đây luôn nè, đó, đụng tùm lum hết. Đây. Này về sữa tàn bay hợp lý. Này dỡ lên các bạn xem thử cái. Đó, lượng đẹp lắm ha, lượng S nè, 1 dòng, 2 dòng. Đó, chiều cao cây nha. 1 2 3. Vậy là hơn 60. Tàn ngang tính từ đây 1 2 3 4 5. Tầm khoảng 1 mét các bạn ơi. Dài lắm, ra tới ngọn ngoài dài lắm. Rồi. Cây này Thảo xin báo giá 1 triệu 7. Ở đây mình đang có một cây. Cái này mình đưa vô nó là dạng tàn tự nhiên ha các bạn. Vì nếu mà trực lắc thì nó cũng không hợp lý lắm. Rồi, ok. Xoay thử các bạn xem nha. Đó. Cái là ở dưới là nó hơi khuất cái đường lượng của cái gốc cây ở dưới nè các bạn. Đó, ngay chỗ này nè nó có gốc nó có lượng nhẹ qua ha. Ở dưới nó có hơi nở nhẹ nhẹ ở phía dưới nữa. Rồi cành đây cành phụ nè. Cành phụ nè, chiều cao cây 1 2 chiều cao là 60, cái tàn ngang để coi đo cái vị trí nào đây ha, 1 2 3 cũng khoảng 60, hơn 60 một tí. Cây này Thảo cũng xin, cây này Thảo xin báo giá đi. Ở phía trên nhìn xuống nè các bạn, bộ tàn hết sức hấp dẫn ha. Rồi, cây này mình xin báo giá 1 triệu 7 các bạn ơi. Ở đây mình đang có một cây có bộ tàn siêu lớn luôn hả các bạn. Đó. Nhưng mà đặc sắc là cái dáng cây rất là hay nè. Đó. Lượng ha, lượng nè. Đó. Có dáng hết rồi, các bạn về nương theo cái gốc này của cái gốc cây này của mình để tạo dáng thêm thôi. Đó. Xem qua kích thước nha. Cây này là cây lớn trong cái lô của mình á. Trong cái lô này á. 1 2 3. Khoảng 1 mét các bạn. Khoảng 1 mét nha. Chiều cao cây nè. 1, 2, 3. Khoảng 60, 70 nếu mà chưa có túm lên. Nếu mà túm lên thì hơi cao hơn tí ha. Lúc đóng hàng sẽ nó sẽ hơi lớn hơn tí. Khoảng 70 hơn á. Đó. Cây này Thảo xin báo giá là 2 triệu ạ. Ngay tay mình đây đang có một cái cây tùng kim cương. Nhưng mà lại là cái dáng của nó là dáng liễu rủ hả các bạn. Đó, nó có cái độ rũ nhẹ nhẹ xuống ở ngay phần ngọn. Cái này có thể đưa vô cái bên cái hồ được nè. Ngay cái hốc của cái hồ hoặc cái thác. Nó có cái cành ngọn nhẹ này đổ xuống ở dưới hồ nè. Đó, siêu đẹp luôn ha. Sẽ dỡ lên cho các bạn xem thử phía mặt trên nhìn xuống là nó như vậy ạ. Đó, ok. Đó, dưới nè. Cái cành này là cái cành định hình cho cái dáng cây nè. Nhờ cái ngọn này nè là nó sẽ ra được định hình đó. Rồi, cây này kích thước như sau ha. Khoảng 80 chiều cao. Khoảng 60 các bạn. Độ chừng chừng vậy đó. Hơn 60 tí, hơn 80 tí. Cây này mình xin báo giá là 2 triệu ạ. Đây họ đang có một cây có gốc thì nghiêng, ngọn bay lên ha. Xoay thử các bạn xem nha. Cây này cũng có thể đưa vô hồ. Đưa vô hồ cũng khá hợp lý á. Đó.
bên cạnh hồ ha, bên cạnh hồ để cho cái thân nó hơi ngã ra những cái viên đá mà nó kè cái thành hồ các bạn. Để họ nghiêng thử các bạn xem thử nè. Còn các bạn thích chơi chậu thì nó cũng là cái dạng là cái chậu nó hơi cao, hơi đứng lên để cho nó có cái độ bay qua. Đó. Cái này kích thước như sau. Ngang khoảng 70 các bạn, chiều cao 1 2 3 khoảng 6, 60 hơn hơn 60, cũng khoảng gần 70 rồi. Đó. Cái này xin báo giá 1 triệu 7 ạ. Ở đây mình đang có một cây dáng hơi lắc nhẹ ha. Dáng trực hơi lắc nhẹ. Ok. Cây này có kích thước như sau. Chiều cao cây này khoảng chừng 50 các bạn, tàn ngang bề ngang cây sau đó thấy khoảng cũng chừng 40, hơn 40 một tí vậy thôi, khoảng 45 50 gì đó, 50 gì đó ha các bạn. Trực lắc dễ dàng ha, dịu dàng ha, dễ thương ha. Rồi coi các ngọn thử nè. Ui dạ. Rồi cái này Thảo xin báo giá là 1 triệu 3 nha các bạn. Rồi, ở ngay đây Thảo đang có một cây dáng dạng đại bàng tung cánh các bạn. Có một cái mầm ở giữa, nó che cái cành cong, các bạn nhìn thấy là cái cành cong này, cái nhánh của cái cây là nằm ở ngay vị trí này ha. Rồi, mình xoay thử nè. Đó. Dáng này rất hay, nếu mà ai chưa có thì có thể sưu tầm thử cái dáng cây này ha các bạn ha. Rồi, mình dỡ lên các bạn xem thử nha. Hay à. À, bộ đế rất là hay ha, đế rất hợp lý luôn. Rồi cây kích thước như sau, bề ngang 1, 2, 80 các bạn, chiều cao cây này khoảng hơn 40 một tí xíu đó. Ai thích cây này thì comment ở bên dưới giúp Thảo. Cây này Thảo xin báo giá là 1 triệu rưỡi. Ngay đây Thảo đang có một cái cây dáng rất là hay ha, nó bay ngược lại các bạn, thân nghiêng qua đây và cái cành nó bay ngược lại. Hiện tại đang có hai cành, các bạn có thể là làm theo dạng hai cành cũng được. Hai cành thì đương nhiên phải có một cành chính, cành phụ ha, tùy theo các bạn lựa chọn. Rồi mình quay thử một vòng các bạn xem nha. Đó. Rồi cái dáng nó bay và cái thân có một cái độ lắc nhẹ nhẹ, và đương nhiên là nó vừa có lắc vừa có lượn nhẹ ha các bạn ha. Kích thước cây như sau, để xem cái tàn nó được bao nhiêu nha, tính từ chỗ dài nhất đi ha. 1 2 độ khoảng 80, chiều cao 1 2 3 khoảng hơn 60 gì đó, khoảng 70 60 ha các bạn ha. Đó, hai cành bay rất là rõ và hai cành đều khỏe, các bạn có thể lựa cành nó như thế nào cũng được. Thảo xin báo giá cây này là 1 triệu 7 các bạn. Ở đây mình đang có một cây dáng bay mà nó có cành đổ xuống dưới nữa ha các bạn ha. Đó, cái phần gốc là các bạn nhìn thấy là nó có một cái độ lượng gác nhẹ lên đây ha. Đó, về mình có thể sửa lại theo tùy theo cái sở thích của mình. Bộ tàng này đó. Rất là nhiều cành về có thể sửa thoải mái. Cây kích thước như sau, 1 2 4 10 khoảng gần 60. Khoảng gần 60 chiều này 1 này, khoảng 50 gì đó ha, khoảng hơn 50 một tí các bạn. Nó xoay hết cái cây các bạn xem thử nha. Đó. Cái này mình xin báo giá là 1 triệu 3. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video. Các bạn lưu ý giùm Thảo là giá khi Thảo báo ở đây là đều đã có vận chuyển đến tận nơi rồi ạ. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.